Beijing X7 đang là cái tên rất được quan tâm trên thị trường ô tô Việt. Thế nhưng, trước khi quyết định xuống tiền để mua Beijing X7, chúng ta cần phải tìm hiểu những ưu nhược điểm của mẫu xe Trung Quốc này. Kể từ khi về Việt Nam, mẫu xe Trung Quốc Beijing X7 đã làm mưa làm gió trên thị trường ô tô Việt nhờ thiết kế bắt mắt, tiện nghi hiện đại đầy đủ như xe sang và giá bán cao nhất chỉ 688 triệu đồng, rẻ nhất trong phân khúc crossover hạng C. Giá rẻ thì thường đi đôi với chất lượng sẽ không được tốt. Thực tế, qua trải nghiệm của chúng tôi, Beijing X7 tồn tại 4 nhược điểm và 4 nhược điểm này sẽ được chúng tôi trình bày và phân tích trong video dưới đây. Và hy vọng qua video này sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin cần thiết trước khi quyết định xuống tiền để sở hữu chiếc xe đình đám này. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Libro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Nhược điểm đầu tiên mà chúng tôi nêu ra đó chính là động cơ tăng áp nhưng không ấn tượng. Beijing X7 được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Tuy nhiên, trên bề mặt động cơ, chúng tôi không thấy ghi rõ nhãn hiệu nhà sản xuất mà chỉ có những thông tin nói chung về việc tập đoàn BX phối hợp nghiên cứu phát triển cùng các đối tác đến từ Đức. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Về trải nghiệm, không thể phủ nhận rằng động cơ của Beijing X7 hoạt động khá êm ái và yên tĩnh trong điều kiện lái xe bình thường đi đầu ga. Tuy nhiên, khi cần tăng tốc độ đột ngột, người lái sẽ cảm nhận được độ trễ khá rõ ràng ở động cơ tăng áp này. Ở vòng tua máy cao, tiếng động cơ vọng vào khoang lái rất nhiều, tạo cảm giác xe bị ì rõ rệt. Bên cạnh đó, Beijing X7 có 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal, Sport để mang lại trải nghiệm đa dạng cho khách hàng. Tuy nhiên, chế độ Eco và Normal không tạo quá nhiều khác biệt về cảm giác lái. Trong khi đó, chế độ Sport thì không đem lại nhiều ấn tượng do độ trễ của động cơ khiến hộp số dù ghi mở số thấp và tua máy tăng cao nhưng cũng không thực sự tạo cảm giác mạnh mẽ. Nhìn chung, Beijing X7 sẽ phù hợp khi đi đường đô thị, đường trường chứ không dành cho những ai yêu thích cảm giác lái và tốc độ. Nhược điểm thứ hai đó chính là màn hình trung tâm đẹp mắt nhưng rối, thiếu tiện nghi và kết nối đa phương tiện. Màn hình trung tâm của xe có độ sắc nét khá tốt, cảm ứng tương đối mượt và kích thước lớn nên dễ quan sát cho mọi vị trí ghế ngồi trên xe. Tuy nhiên, giao diện ngôn ngữ của màn hình vẫn bị rối do lẫn lộn cả tiếng Anh và tiếng Trung. Các giao tiếp thông qua câu lệnh đều phải qua tiếng Trung nên không thuận tiện với đa số người dùng. Bên cạnh đó, màn hình trung tâm của Beijing X7 cũng không có các kết nối như Apple CarPlay hay Android Auto, khiến cho việc đồng bộ điện thoại với xe chỉ có mỗi giao thức Bluetooth. Ngoài ra, hệ thống bản đồ navigation trên mẫu ô tô Trung Quốc này cũng đã bị khóa không thể sử dụng được. Nhược điểm thứ ba là camera 360 độ chất lượng không cao. Điểm nổi bật của Beijing X7 chính là ở việc được trang bị hệ thống camera 360 độ quanh xe, cho phép người lái có thể dễ dàng quan sát chướng ngại vật bên ngoài. Tuy nhiên, qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy chất lượng hình ảnh từ camera 360 độ của mẫu xe này không cao, tỷ lệ sai do méo hình và điểm mù bốn góc đầu xe tương đối lớn. Điều này cho thấy, dù xe có công nghệ camera 360 độ nhưng không thể so sánh được với trang bị tương tự trên những mẫu xe hạng sang đắt tiền. Và ngay cả nếu so sánh với một số loại camera 360 độ của Trung Quốc có sẵn trên thị trường, camera của Beijing X7 cũng thua kém về chất lượng hiển thị. Nhưng với mức giá dưới 1 tỷ đồng, thực tế không có một mẫu xe nào trong phân khúc được trang bị camera 360 độ. Đây cũng là một điểm cộng của Beijing X7. Nhược điểm thứ tư là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường hoạt động không mượt. Xe được trang bị khá đầy đủ công nghệ an toàn chủ động như hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Thế nhưng, qua sử dụng thực tế, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của Beijing X7 hoạt động khá cứng nhắc và có thể tạo cảm giác giật mình cho những người lần đầu cầm lái hoặc mới thử nghiệm hệ thống này. Khi đi trên cao tốc và xe đã nhận diện được vạch kẻ đường, hệ thống sẽ có thể kích hoạt. Trong trường hợp chiếc xe có xu hướng đi lệch khỏi phần đường của mình, hệ thống lái sẽ tự động can thiệp lực và vô lăng để nắn chiếc xe về đúng phần đường. Thế nhưng, lực can thiệp của hệ thống lái lại khá mạnh và đột ngột, khiến người lái và người ngồi trong xe có thể bị giật mình, đặc biệt là khi đi ở tốc độ cao. Nói về sự chuyển lái mượt mà, xe không thể so sánh được với những mẫu xe châu Âu hạng sang. Không thể phủ nhận rằng, mẫu xe Trung Quốc này đã mang đến một làn gió mới cho thị trường ô tô Việt và đem tới thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền cho đại đa số khách hàng trong nước. Đi kèm với đó là hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại mà những mẫu xe cùng giá tiền không có. Thế nhưng, Beijing X7 vẫn có những điểm thiếu sót mà khách hàng Việt cần phải lưu ý trước khi đưa ra quyết định lựa chọn mua chiếc xe đến từ Trung Quốc này. Và trên đây là 4 nhược điểm của Beijing X7. Bạn có đánh giá gì về chiếc xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Libro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tới.